Thưa quý vị và bà con, nằm ở khu vực Nam Trung Bộ, Bình Thuận có đường bờ biển dài, là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa khu vực Tây Nguyên và Biển Đông. Tỉnh này cũng nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và giao lưu kinh tế. Đặc biệt, Bình Thuận có nhiều vịnh và cửa sông sâu, ít chịu ảnh hưởng của bão, là điều kiện lý tưởng để xây dựng các cảng biển lớn, đảm bảo hoạt động hàng hải quanh năm. Những năm gần đây, tỉnh Bình Thuận đã hình thành nhiều khu công nghiệp và khu kinh tế, đặc biệt là các ngành công nghiệp nặng, năng lượng và chế biến thủy sản có sự phát triển mạnh mẽ. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Cảng biển là cái chi phí giá thành mà nó thấp hơn với các hình thức vận chuyển khác. Cái thứ hai, nó đáp ứng được cái nhu cầu vận chuyển hàng hóa với khối lượng lớn. Đây là một cái hình thức mà các cái doanh nghiệp rất là lựa chọn. Đặc biệt là đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 3 cảng biển, gồm cảng vận tải Phan Thiết, cảng Phú Quý và cảng quốc tế Vĩnh Tân. Hiện, cảng quốc tế Vĩnh Tân đang cung cấp các dịch vụ, kho bãi, xếp dỡ hàng hóa, logistics, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ gia tăng khác, phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp. Tỉnh Bình Thuận thì có kết nối của quốc lộ 28 cũng như là quốc lộ 28B, quốc lộ 1. Đây là nơi là có thể liên kết được với vùng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Trong định hướng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm logistics của khu vực Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên. Vì vậy, việc phát triển hệ thống cảng biển không chỉ giúp Bình Thuận khai thác tối đa tiềm năng kinh tế biển, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả khu vực.